Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tải game American Block Sniper Survival trên PC với phần mềm giả lập nha. Không biết mình đọc cái tên này có đúng không, nhưng đây là tựa game mình muốn giới thiệu đến cho các bạn. Và để tải được game này trên máy tính thì phần sử dụng phần mềm giả lập nhẹ này giúp mình nha. Đầu tiên thì các bạn click vào link trong phần mô tả hoặc là trong phần bình luận, mình có để link sẵn đấy. Các bạn click vào, sau đấy nó sẽ chuyển các bạn sang trang web này để tải nhanh về nha. Các bạn click vào nút màu vàng này, sau khi tải về xong các bạn click hai lần liên tiếp vào file đã tải á, nó hiện lên cái bảng này thì các bạn chọn vào cài đặt nhanh giúp mình. Sau khi chọn xong thì các bạn đợi tầm 3 đến 7 phút gì đó, có thể lâu hơn, nhưng tầm thì 3 đến 7 phút là xong mà, để cài đặt nó vào máy tính nha. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn cứ mở phần mềm giả lập này lên giúp mình nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt nó đi, thì mình đã cài đặt xong rồi, mình không cần cài đặt lại lần nữa. Và mình sẽ mở lên để hướng dẫn nhanh cho các bạn luôn. Khi mở lên thì các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này, thì các bạn chọn phần setting app này, lấy chọn vào Play Store này, đây chỗ con trỏ chuột mình đây này, chỗ System App này, đây ô cho vuông vuông chỗ con trỏ chuột mình đây, bạn chọn Play Store, xác Play cái logo này giúp mình nha. Đây, sau đây các bạn đăng nhập tài khoản Google Gmail của các bạn vào, sau khi đăng nhập vào xong thì các bạn click vào ô tìm kiếm này, chọn viết cách nhập tên tìm kiếm American Block. Đây, sau khi nhập tên tìm kiếm xong thì các bạn cần phải cài đặt game này nữa thì có thể chơi nha. Và chỉ cần click vào cái nút install này này, hoặc là chỗ này nó có cái nút là có chữ cài đặt, các bạn click vào và đợi một tí để game nó tải về nha. Và game này có dung lượng cũng nhẹ lắm, có 81.87 MB à, nên các bạn cứ thoải mái đi. Và sau khi tải xong thì các bạn sẽ thấy có nút play này nó sáng lên nha, hoặc cái chỗ này có chữ open hoặc chữ mở ấy, các bạn cứ click vào là có thể bắt đầu được chơi game rồi đấy. Và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha. Và nếu các bạn có thắc mắc hoặc có lỗi ý kiến gì thì các bạn cứ để lại ý kiến trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giúp cho. Còn bây giờ mình sẽ vào chơi thử game này nha.